Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog Người Long An, Cuộc Sống Người Long An. Hôm nay Hân giới thiệu các bạn ngon món ngon các bạn. Đây, canh chua rau, thịt vịt kho các bạn, mít luôn. Ăn la xét mít luôn, mít vàng tươi đẹp không các bạn. Đây, vô cho mình ăn luôn, ăn các bạn. Đây, mình mới làm muối chấm các bạn. Không vậy. Đầu đi chưa? Tọt luôn, ghê đi.
Nó ngọt quá. Xin chào các bạn, hẹn lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã thăm kênh của Vlog. Nếu thích đăng ký kênh ủng hộ các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào các bạn.